với chủ đề Logistics nâng cao giá trị nông sản. Diễn đàn Logistics Việt Nam 2019 diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận giá trị to lớn mà ngành dịch vụ Logistics thời gian qua đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hiện nay của ngành như chưa ứng dụng hiệu quả công nghệ, thời gian, chi phí cao, hiệu quả thông quan còn thấp, nhất là trong lĩnh vực nông sản. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Việt Nam hiện đã vươn lên vị trí thứ 39 trên tổng số 160 nước về chỉ số hiệu quả Logistics. Nhân dịp này, hai biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam với Công ty Cổ phần LEC Group và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng với Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam được ký kết. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Công Thương đã công bố báo cáo Logistics Việt Nam 2019 và trao tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển ngành dịch vụ Logistics tại Việt Nam.